điệu cũng rất là đẹp. Thưa quý vị, nghị định 91 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm nay. Trong đó đáng chú ý, chủ đầu tư các dự án bất động sản trong vòng 12 tháng tính từ ngày bàn giao nhà ở cho người dân, nếu không nộp hồ sơ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ đỏ, sẽ bị phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Thực tế thì chủ đầu tư chậm thực hiện làm giấy chứng nhận sở hữu nhà, căn hộ gây ra rất là nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Những căn biệt thự to lớn ở khu đô thị Nam Võ Cường này nằm tại một vị trí đắc địa tại thành phố Bắc Ninh. Thế nhưng dù đã mua nhà 10 năm nay nhưng người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Người ta có muốn bán được bất kể một cái lô nào thì là nó giảm giá đi. Vì những người mua người ta sợ là không có sổ đỏ, không yên tâm. Cái dự án này có cái sự thay đổi thì quy hoạch một số tuyến đường trung tâm thành phố cũng như vị trí thì lúc này một phần là cũng là tập trách nhiệm do chủ đầu tư không giáo diết để mà hoàn thiện cái hồ sơ được cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng. Còn tại chung cư Athena Xuân Phương, Hà Nội, ngay từ những ngày đầu năm, băng rôn đã treo đỏ kín chung cư. Bởi dù người dân đã chuyển về đây sinh sống được một thời gian, mọi nghĩa vụ đã hoàn thành với chủ đầu tư. Chủ đầu tư hứa hẹn sẽ làm giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Theo quy định hiện nay, đối với các dự án nhà ở, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ làm giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, nhà ở cho người dân. Và ngay khi quy định phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư chây ý làm sổ đỏ, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Biệt thự là hàng chục tỷ, ba chục tỷ, thì cái chuyện như là bạn bè, là bình thường. Và những cái chung cư mà, những cái chung cư có độ 1 và 2, 1, 2 tỷ thì những cái thì cái nhà liền kề như vậy thì rất là nhiều, nhưng mà chủ đầu tư thì xây gì như thế thì là làm khó cho dân một nhiều, khoảng một tỷ tôi thấy là ít, một tỷ là so với cả dân mà lấy từ dân bên mình đang sống thì là những thì nó quá là nhỏ, người ta cũng không dám để sợ để hay là có một cái trách nhiệm gì cho dân. Các luật sư cho rằng bên cạnh việc phạt tiền cần đi kèm với các chế tài khác để tránh thiệt thòi cho người mua nhà. Chủ đầu tư có thể sẵn sàng nộp phạt 1 tỷ đồng để tiếp tục vi phạm, có thể đình chỉ hoặc tạm thời dừng xem xét thủ tục của dự án mới nếu chính cái đơn vị đó đang bị vi phạm ở dự án khác. Bên cạnh những nguyên nhân chậm cấp sổ đỏ do lỗi của chủ đầu tư, các doanh nghiệp cho rằng một số trường hợp dự án bị chậm là do điều chỉnh quy hoạch của các địa phương. Theo một báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số 108 dự án có tranh chấp tại các tỉnh thành thì có 11 dự án chiếm tới khoảng 10% liên quan tới việc chủ đầu tư chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho cư dân. Ngay sau khi nghị định 91 được ban hành, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi các cơ quan thẩm quyền cho rằng mức phạt tiền tối đa chỉ đến 1 tỷ đồng, chưa đủ sức răn đe ngăn chặn với việc chậm thủ tục để cấp sổ đỏ cho khách hàng. Tiếp tục với một nội dung này.